Lực lượng chức năng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia vào chiều tối ngày hôm qua 14 tháng 2. Đáng chú ý là một trong những đối tượng của đường dây này từng bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc và sau đó thì đã phẫu thuật mặt để tiếp tục thực hiện những hành vi phạm pháp khác. Cụ thể, vào thời điểm trên, Công an thành phố Vinh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng, 46 tuổi, đang giao ma túy cho Phan Thị Chín, 40 tuổi, tại địa phận thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại hiện trường, lực lượng này thu giữ 32 bánh cần sa, có trọng lượng 32 kg, cân điện tử và xe ô tô. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác bắt Nguyễn Văn Minh, 26 tuổi và thu giữ thêm 2 gói cần sa tại nơi ở của Minh. Lực lượng chức năng cho biết, ba đối tượng này đã lập một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về thành phố Vinh tập kết, sau đó đem ra Hà Nội để tiêu thụ. Trong đó, Chín là người từng bị truy nã đặc biệt nghiêm trọng trên toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chín đã phẫu thuật thẩm mỹ mặt và làm lại chứng minh nhân dân để qua mắt lực lượng chức năng. Tiếp tục